Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Đặng Nam Bình. Năm nay tớ lớp 7. Hôm nay tớ xin được phép thuyết trình về về bài để trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Khi bấm vào lá cờ màu xanh sẽ có hai nhân vật nói chuyện với nhau. Khi bấm vào lá cờ màu xanh sẽ có hai nhân vật nói chuyện với nhau. Con cứ giới thiệu bình thường đi, cách sử dụng như thế nào, sau đó thì thầy sẽ điền đáp án thử vào đây cho con cũng Ở được. cách sử dụng là chúng ta sẽ trả lời đáp án vào cái thanh thanh ở dưới và vòng dấu tích ạ. Ở đây con đang chọn thử, thế dụ chọn thử đáp án số 1 xem sao. Nếu trả lời đúng thì sẽ câu chúc mừng bạn và điểm sẽ được cộng. Còn nếu sai sẽ nói câu ô bạn sai rồi, trừ điểm. Rồi, phải con tiếp tục. Xong rồi sẽ có nhân vật hiện ra và chào ạ. Nhân vật hiện ra và chào. Rồi. Trong quá trình phát triển dự án này thì Nam Bình có gặp khó khăn gì không? Con bị gặp khó khăn ở phần tạo dấu quay lại với cả chuyển tiếp với cả phần hình ảnh là con làm là thỉnh thoảng nó bị lỗi ạ. Rồi, Như cảm cái ơn ý kiến. slide cuối nó bị hiện này. Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn Nam Bình. Rất vừa đến với bài thuyết trình của bạn Nam Bình. Sau đây thì thầy mời các bạn chúng ta chia sẻ về dự án của Nam Bình. Thầy xin mời bạn bạn là Xu Phong là thêm mời Bảo An này. Ừ, con thưa thầy là đầu tiên là bạn đang hỏi thì con nghĩ là bạn nên cho dấu hỏi chấm vào cuối câu. Thứ hai là bạn nên lập trình thêm nhân vật câu hỏi. Và cái phần câu hỏi này con nghĩ là bạn nên cho vào một nhân vật chứ không phải là tách riêng từ nhân vật một ạ. Đây, kể cả với ý kiến của bạn Bảo An. Thầy về Tuấn Khôi nào. Con này là khi mà bạn hiện cái hình ảnh để hỏi lên ý mà thì hai cái người giới thiệu kia nó vẫn đứng đấy thì cho con là nên ẩn đi. Hai nhân vật đứng đấy thầy kiểm tra này, nên là hai cái nhân vật ban đầu đi đúng không, chỉ để cái nhân vật giới thiệu ở đó thôi đúng không. Rồi sau nhân vật này xuất hiện, ví dụ câu trả lời số 1 là đúng này, câu trả lời số 2, số 1 là đúng chẳng hạn này. Rồi đặc biệt luôn phần này đúng không. Rồi cảm ơn ý kiến của bạn Tuấn Khôi. Rồi ta vừa đến với cái bài thuyết trình của bạn Nam Bình thì sau đây thì thầy có cái phần chia sẻ như sau. Thứ nhất đó là về các bước thuyết trình thì theo thấy là các bước thuyết trình ở đây là Nam Bình đang bị quên khá là nhiều đúng không? Có khả năng là mình chưa có nhiều thời gian để mình xem các cái bước thuyết trình đó, cho nên là bị quên khá nhiều bước. Về cái kỹ năng thuyết trình thì theo thấy là Nam Bình có cái kỹ năng thuyết trình khá là tốt, mạnh dạn tự tin chia sẻ về cái phần dự án đó, và đánh giá về cái phần dự án thì ở đây con làm một cái dự án. Ở đây là mình đặt ra các cái câu hỏi liên quan đến các cái môn thể thao đúng không? Đó, ví dụ như là có liên quan đến môn cầu lông này, có liên quan đến nhân vật bóng đá. À đúng không? Đó, hai cái môn thể thao. Đó thì ở đây con đã lựa chọn về phần hình ảnh và đồ họa thì theo thấy là cơ bản là con đã lựa chọn như vậy là phù hợp với lại cái chủ đề mà mình đã thực hiện. Thứ hai đó là cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm và kỹ thuật lập trình. Thì thực ra là theo thấy là cái dự án của Nam Bình là Nam Bình lại không gửi lại cho thầy giáo cái dự án này trước buổi học đúng không? Đó, cho nên là thầy cũng không thể kiểm tra xem là cái dự án này của Nam Bình đã lập trình được như thế nào. Lẽ ra thì các cái dự án trước buổi thuyết trình thì chúng ta cần phải thực hiện đó, và chúng ta gửi lại sớm trước buổi học khoảng 2 đến 3 ngày để thầy cô có thể kiểm tra dự án cho các bạn đó, kiểm tra dự án cho các bạn.
Và nếu như gặp khó khăn ở đâu thì các bạn cũng có thể chia sẻ để thầy cô có thể hỗ trợ cho các gì nhỉ, hỗ trợ cho các bạn. Đó, tuy nhiên ở đây các bạn lại không báo lại với thầy cô đó, cho nên là rút kinh nghiệm đó là khi chúng ta làm các cái dự án, đặc biệt là các cái dự án về thuyết trình, không thuyết trình đi nữa, nó là bài về nhà, thì các bạn cũng cần phải gửi lại cái dự án mình đang làm, báo lại khó khăn để thầy cô có thể kịp thời hỗ trợ cho các bạn nha. Được chưa? Tiếp tục ở đây đó là về cơ bản thì ta thấy là con đã lập trình, đặt ra được câu hỏi, kiểm tra được câu hỏi trả lời đúng và sai cho cái phần dự án đó. Thì cái sự sáng tạo ở đây là con đã lựa chọn được các cái hình ảnh, đặt ra các cái câu hỏi mới cho cái phần chương trình của mình, thì sự sáng tạo ở đây là tốt. Có một điều ở đây đó là như bạn Bảo An và các bạn góp ý ấy, là trong phần lập trình đó, mình cũng không nhất thiết là phải mỗi một câu hỏi là một nhân vật, mình có thể tạo nó thành trang gì nhỉ, trang phục của các cái nhân vật và mình đặt ra cái phần câu hỏi đó. Ở đây câu hỏi một con lập trình như vậy cũng được rồi, câu hỏi hai được rồi, nhưng mỗi một cái đó là nếu như mình dùng hai câu hỏi xong thì sau khi kết thúc câu hỏi số 2 thì cái nhân vật đặt câu hỏi này nó sẽ phải ẩn gì cả, nó phải ẩn đi. Nhưng ở đây của con là sau khi trả lời xong câu hỏi số 2 đó thì cái nhân vật nó lại không ẩn gì cả, nó lại không ẩn đi, nó vẫn còn xuất hiện ở đó. Thì cho nên là cái phần này là mình đang bị lập trình lỗi một chút xíu đó. Thì về nhà Nam Bình có thể chỉnh sửa lại cái phần nội dung này, các bạn có cái quyển sách có phần hướng dẫn khá là kỹ, nhưng mà theo thấy là các bạn vẫn chưa phát huy được cái sức mạnh của quyển sách này đó. Đó là gì? Nếu như các bạn chưa kịp hỏi thầy cô, các bạn có thể mở luôn cái phần sách đó ra. Trong cái quyển sách đó hướng dẫn ra các cái phần nội dung rất cụ thể và chi tiết, thì các bạn có thể thực hiện theo cái phần nội dung đó, hoặc sau khi mình đã xem được phần đó mà vẫn chưa thực hiện được thì các bạn có thể nhắn vào thầy cô có thể sẵn sàng hỗ trợ bổ sung thêm cho các bạn nha. Rồi đánh giá chung thì các bước thuyết trình thì Nam mình sẽ cần phải xem lại các cái bước để mình có thể nhớ được các bước hơn đó. Về đánh giá về phần dự án thì bước đầu con đã biết cách làm cái phần dự án, sử dụng cái các cái khối lệnh mà đã được học để tạo ra được một cái dự án cơ bản đó. Tuy nhiên thì nó chưa được hoàn thiện lắm. Về cơ bản thì về nhà chúng ta sẽ cần dành thêm cái thời gian để có thể hoàn thiện thêm cho cái sản phẩm này của mình được tốt hơn nhá. Rồi các bạn Nam Bình đã chia sẻ với thầy và các bạn một cái dự án về cái chủ đề khá là mới liên quan đến các cái môn thể thao.